À, xin chào các bạn. À, hôm nay khi chúng ta mở trang chủ của Google ra thì thấy có một đoạn video clip mà có vinh danh một nữ vận động viên leo núi có tên là Taibo Junko. Taibo Junko là một nữ vận động viên leo núi người Nhật Bản. Cô sinh vào ngày 22 tháng 9 năm 1939, và hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2019, tròn 80 năm kỷ niệm ngày sinh của cô. Và cô được Google vinh danh bởi vì ở đây cô là một nữ vận động viên là đầu tiên chinh phục được đỉnh núi Everest vào ngày 16 tháng 5 năm 1975. Vậy thì Taibo Junko là một phụ nữ như thế nào, và cô đến với môn thể thao leo núi này như thế nào? Thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá trong cái đoạn video tiếp theo. Taibo Junko sinh tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản năm 1939. Bà thể hiện khả năng leo núi của mình từ nhỏ khi leo lên ngọn núi Nasu với một giáo viên khi mới 10 tuổi. Cuộc leo núi này đã làm thay đổi cuộc đời bà. Sau khi tốt nghiệp trường đại học nữ sinh Showa chuyên ngành văn học Anh và tham gia vào các câu lạc bộ leo núi, Taibo Junko thành lập ra một câu lạc bộ leo núi nữ mang tên Câu lạc bộ leo núi nữ Nhật Bản vào năm 1969. Bà cũng thường leo núi với chồng mình. Hai vợ chồng bà đã từng leo ngọn núi Phú Sĩ và một ngọn núi cao nhất Nhật Bản khác. Bà cũng từng leo lên đỉnh ngọn núi Matterhorn trong dãy Alps Thụy Sĩ. Từ năm 1972, Taibo Junko trở thành một trong những nhà leo núi nổi tiếng nhất Nhật Bản. Báo Yomiuri và đài truyền hình Hiho quyết định tổ chức một nhóm leo núi toàn nữ đến Nepal để chinh phục ngọn núi Everest. 15 phụ nữ trong đó có Junko được chọn ra từ hàng trăm ứng viên để tham gia thử thách này. Sau những cuộc huấn luyện dài ngày và vất vả, đầu năm 1975, họ đến Kumadu, thủ đô Nepal, tuyển mộ được 9 người địa phương để làm người dẫn đường. Họ sử dụng lộ trình hành lang Đông Nam là con đường mà Emun Hillary và Tenzing Norgay đã lên đỉnh núi năm 1939. Vào đầu tháng 5, những phụ nữ này cắm trại ở độ cao 6.300 mét và một trận tuyết lở đã đổ xuống trại của họ. Các thành viên trong đó có Junko bị vùi dưới tuyết. Taibo Junko đã bất tỉnh khoảng 6 phút cho đến khi người dẫn đường của bà mới được bà ra từ đống tuyết. 12 ngày sau trận tuyết đó, Taibo trở thành người phụ nữ đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest. Năm 1992, Taibo cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên chinh phục được 7 đỉnh núi cao nhất 7 châu lục. Taibo Junko cũng là giám đốc của tổ chức sự thật về phiêu lưu trên Himalaya của Nhật Bản, một tổ chức tập trung vào việc bảo vệ, gìn giữ môi trường trên các ngọn núi. Và bà mất vào ngày 20 tháng 10 năm 2016. Vâng, với những kỹ năng leo núi tuyệt vời và cái khả năng chinh phục những cái đỉnh núi cao nhất trên thế giới, đặc biệt là đỉnh Everest. Và hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2019, tròn 80 năm ngày sinh của Taibo Junko, bà đã được Google vinh danh là người phụ nữ trên trang chủ của mình. Và vài ngày trước thì trên trang chủ của Google có vinh danh một loại bánh có tên là Brezel. Brezel là một loại bánh mì đặc biệt phổ biến ở Nam Đức, ở Áo. Nó được làm từ một dây bột nhồi xoắn lại. Tên nó bắt nguồn từ chữ Latin Brachium, có nghĩa là cánh tay, vì nó có hình dạng cánh tay khoanh lại. Người ta cho rằng bánh mì Brezel có nguồn gốc Thiên Chúa Giáo và do các tu sĩ Thiên Chúa Giáo làm ra. Có ít nhất hai phiên bản về nguồn gốc bánh mì Brezel.
phiên bản đầu tiên theo cuốn Lịch sử, Khoa học và Công nghệ, Bánh mì, Brigitte Giain ra đời năm 610 sau Công nguyên, do một tu sĩ người Ý sáng chế ra để làm phần thưởng cho các trẻ thuộc lời cầu nguyện. Ông gọi những que bột nhão đã nướng gấp lại thành những cánh tay khoanh trước ngực là Brigiola, nghĩa là những phần thưởng nhỏ. Phiên bản thứ hai, Bánh mì và Brigitte Giain ra đời từ một tu viện ở miền Nam nước Pháp. Ngoài ra, bánh mì và Brigitte Giain hình nút vòng có thể có nguồn gốc từ bánh mì nhẫn Hy Lạp. Loại bánh mì nhẫn Hy Lạp thì xuất phát từ bánh mì dùng phổ biến trong các tu viện cách đây 1.000 năm. Trong nhà thờ Công giáo La Mã, bánh mì và Brigitte Giain mang ý nghĩa tôn giáo cả về công thức và hình dạng. Brigitte Giain cũng là một phần của lịch sử nước Mỹ. Từ khi lập quốc, bánh mì Brigitte Giain đã theo chân những người Hà Lan di cư đến Mỹ và trở thành một nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực.